15 nguyên tắc tồn tại trong xã hội sẽ không ai nói cho bạn biết. Hãy cùng mình xem nhé! Trước 25 tuổi phải học được phép cộng, thêm nhiều trải nghiệm, thêm sâu sắc. Sau 25 tuổi phải học làm phép trừ, giảm bớt bốc đồng, giảm bớt thù địch. Cuộc sống luôn có những va vấp, từ đó chúng ta mới học được cách trưởng thành. Người mà bạn thích nên là động lực, chứ không phải là nỗi đau của bạn. Việc mà bạn thích nên là năng lượng, chứ không phải là lo lắng bất an. Nghèo thì có ở đầu đường cũng chẳng ai hỏi han, sâu dù có ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng có người ghé thăm. Khả năng kinh tế của bạn tỷ lệ thuận với quyền phát ngôn của bạn. Trong công việc, không có sổ ghi công lao, chỉ có phiếu ghi thành tích. Chú ý nâng cao hiệu quả làm việc, chứ không phải là kéo dài thời gian làm việc. Khuôn mặt thực sự rất quan trọng, nếu bạn xinh đẹp cuộc sống chẳng khác nào phép màu. Những thứ vô dụng, cho dù có rẻ thế nào cũng không mua. Người mình không yêu, dù có cô đơn thế nào, cũng không được hỉ lại. Không bao giờ băn khoăn vì những điều chưa tới. Hãy cố gắng hết mình, ngay cả với dự đoán xấu nhất. Cứ làm cho tốt, không cần nghĩ đến chuyện về sau. Khi bạn ốm đau, công việc chẳng quan tâm đến bạn đâu. Người quan tâm đến bạn là bạn bè của bạn. Đừng vì công việc mà xa cách với bạn bè. Không ăn những thứ có hại cho sức khỏe. Không nói tâm sự trong lòng với người lạ. Không hôn người không có khả năng. Đừng bao giờ ngừng học tập. Đừng bao giờ tin rằng sau 25 tuổi thì việc học xuống dốc. Học hành là sự nghiệp cả đời. Chỉ cần bạn chịu, bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Không để mất tiền oan, chi tiêu hợp lý. Thoát nghèo quan trọng hơn thoát đế. Nấu canh quan trọng hơn làm thơ. Tay nghề quan trọng hơn đàn ông. Nội tâm mạnh mẽ quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Đừng để tính cách của bạn lớn hơn bản lĩnh của bạn. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi cáo. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi cáo. Không ổn thì chia tay, thích thì mua. Bắt đầu lại xem sao, mặc kệ họ, mặc kệ tôi, thường xuyên sử dụng 5 nguyên tắc thô bạo này có thể giải quyết được 80% muộn phiền của mình.